Rèn kỹ năng tự học cho học sinh để trở thành những công dân toàn cầu, đạt thành công trong tương lai. Nội dung này đã được thảo luận tại buổi tọa đàm với chủ đề Phát triển kỹ năng tự học để thành công trong tương lai do Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát tổ chức mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại đây, tập đoàn này đã giới thiệu cuốn từ điển Anh Việt Macmillan School Dictionary dành cho học sinh trung học, đặc biệt là các học sinh đang theo học các môn học bằng tiếng Anh tại các trường trung học quốc tế. Xây dựng vốn từ vựng được xem là yếu tố quan trọng để học tốt môn tiếng Anh hay bất cứ ngoại ngữ nào. Để làm tốt điều này, một kỹ năng tự học sẽ giúp người học sử dụng những công cụ phát triển ngôn ngữ một cách hiệu quả. Sử dụng từ điển đúng cách là một ví dụ. Đối với tôi, bản thân là một giáo viên dạy tiếng Anh, thì từ vựng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc học tiếng Anh, bởi vì từ vựng là chìa khóa để cho các em dàn đều và học tốt tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của tiếng Anh. Và quyển từ điển Macmillan ra đời dành cho các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông như là một giải pháp để các em có thể học các môn tích hợp bằng tiếng Anh tốt hơn. Làm sao để mà có thể đẩy mạnh được cái thói quen học, tự giác học và cũng giống như là có thể là truyền tải cái thông điệp đó cho học sinh của mình để học sinh của mình có thể tự nghiên cứu thêm ở nhà. Tại vì bây giờ không phải là đến lớp để nghe giáo viên học, giáo viên giảng nữa mà là đến lớp để có thể chia sẻ thông tin những gì mà mình được biết và đã được tìm hiểu ở nhà. Đánh giá tầm quan trọng của từ vựng trong phát triển kỹ năng tự học tiếng Anh, diễn giả David Kay cho rằng làm thế nào để có thể tự học cũng như tự ứng dụng từ vựng sẽ giúp người học ngôn ngữ đạt hiệu quả. Đối với những học sinh đang học tập những môn học bằng tiếng Anh tại trường học, sử dụng từ điển Anh Việt Macmillan School Dictionary vừa được Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát cho ra mắt sẽ giúp các em hiểu những từ vựng thiết yếu của các môn học như toán, khoa học mà học sinh chưa được học trong chương trình chính khóa bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Sự độc đáo của từ điển Anh Việt Macmillan School Dictionary là cơ sở dữ liệu gồm 20 triệu từ, chứa hàng trăm bộ sách giáo khoa của các bộ môn được giảng dạy tại nhiều nước trên thế giới. Như vậy, xây dựng vốn từ vựng và rèn luyện kỹ năng tự học không chỉ giúp học sinh học tốt môn tiếng Anh, mà đó còn là bước đệm quan trọng để đào tạo những thế hệ học sinh hiện nay trở thành những công dân toàn cầu.